Cây này cây nuôi của công nha bạn. Cây này hoành dốc khoảng 45 nè, cái cây mẹ khoảng 45 nè. Cây này nuôi tới chỗ luôn bạn. Nuôi mặt này nuôi quá trời, nuôi từ gốc tới ngọn luôn. Bên đây thì cái dải này nó không có nuôi, ít nuôi một tí. Có cây thử nha bạn. Cây này khai thác ở nhà dân về chưa có làm gì hết. Cây này theo coi form già lắm, cây này mấy chục năm rồi bạn, hai mấy năm á. Của nhà nó trồng được hai mươi mấy năm. Nuôi quá trời bạn, cây này cây cũ thôi, hôm nay nó chung bán. Cây này chiều cao cây 1 2 cao khoảng 50 nha bạn. 50 52. Cây nuôi đẹp lắm bạn, mặt tiền ở đây nếu mà làm cây ra nuôi đẹp. Mấy một số cây vị trí thôi. Hết cây rồi, hôm nay nói chung mình không có đi. Mưa gió quá. Hôm nay mưa 3 ngày liền luôn các bạn. 3 ngày nay bão mưa, mưa liên tục 3 ngày. Không làm ăn gì được hết trơn. Nuôi công nha bạn. Này nuôi dữ lắm, đẹp. Cái này nói chung cũng cây cũ thôi bạn ơi. Bạn coi không được, bạn vô clip cũ bạn coi cũng được.